chào cô chú anh chị và các bạn nhé. Hôm nay mình có đến hàng heo quay chị Mai vào đầu giờ chiều. Quay giới thiệu đến cô chú anh chị và bạn ai có sở thích món heo quay thì mình đến đây mua về dùng nhé. Đây là địa chỉ tại số 189 đường Phạm Phú Thứ, phường 4, quận 6. Xong rồi người ta qua bên phải, người này nó qua bên trái. Người ta nói vậy trên mạng chữ ta là mình vui lắm. Vui sống vui. Đây con gái chị Mai và con rể đang làm bánh mì và bán heo quay. Rửa cái da heo nữa kìa. 200 cường ngon. Cái da heo. Đây là Ngân phải huy động chồng ra thu tiền. Trong tối đi. Khách đông quá. Đúng rồi chị ơi. Có đồng tiền qua lên thối liền luôn. Mấy ổ bỏ hả? Rồi 75 ngàn. Nửa ký cho heo của anh chị hả? Có 200 cho chị. Có một ổ hay hai ổ rồi. Một ổ hay hai ổ. 200 cho chị. Có ai xin đâu? Có ai nè, để chị ra áo hộ cho chị. Thì là anh xin mẹ với em. Ở đây đi, ở đây. Tẻ rõ chị luôn không? Tẻ ra đi, tẻ ra đi. 75 đó, em 5 luôn.
Rồi chị 200. Rồi. Rồi cái chị chị đây 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 chị luôn. Rồi. Chị 200 chị 300. Chị xíu 200 luôn. Không? Có cảm giác vui quá. Gì hết con nhà đấy đây đây. Nhiều quá trời con. Rồi, ok. Tranh thủ là chị Mai đưa ra ngon hết đúng không? Đúng. Để lại lại chứ. Đó chị thứ hả? Đó 40 luôn. Đó 60. Quay cái mặt em đổ mồ hôi, khổ là chưa được quay nó sao có bốc vậy. Em đổ mồ hôi nè. Quay mặt không à? Quay mặt em đổ mồ hôi nè. Có bạn nói là bánh mì đúng 15 miếng thịt. Đó. Đó. Đúng chưa? 6 miếng da heo. Đúng chính xác. Đó, chụp cuối ra. Đó, lại một bộ đen cuối từ đầu tới chân. Đừng nói cho nữa bạn. Mở luôn vậy. Đưa đầu heo vô, đưa đầu heo vô, để đường kể vô. Đưa đầu heo vô đi. Thank you.
thích làm sao chị Mai biết được. Cô gái không biết chị Mai biết mà. Bé ba tính nóng rồi nhỉ, nhiều khi hay quá to. Rồi nó quay đây, nó cắt cái cua đầu, nó quay phải thương rồi. 100 ngàn. Tại sao ta nhảy đặt lên à, 140. Đó, trời ơi, chết đi. Chết em, cái này làm em chết em. Qua đời thật mà. À, bữa em đi điều tra mà tin. Thì chị nói tin nha.
mà nó hoa tinh em đó đúng rồi, tại vì nó xạo nhiều quá hoa tinh em. Trăm rồi. Vậy nó có thiệt hoa tinh em chưa? Chị như xá xíu gì ơi? 100 gram và 300 gram. Mình xá xíu 100 đồ vậy em. 100 gram là đồ lẻ cái nạn chứ. Xáo được. Nhiều. 60. Đây, đây, đây. Có tiền gì không? À, anh vốn mua anh cắt đi Mỹ rồi. Lon anh bảo lạnh. Đi đây gì mai chưa? Chưa. Chị đến đó sao lâu? 300 xá xíu chặt luôn. Chặt nhỏ nhỏ. 300 xá xíu chặt luôn. Rồi, cảm ơn. Lên móng tay à? Không, tại vì có bạn comment hỏi vậy đó. Thì tôi phải hỏi lại, không biết có ai chơi tôi không thì không biết. 220. Tất cả những gì hỏi này là do có bạn comment hỏi. Bạn comment, comment vậy hả? Mười đồng ác comment gì không hả? Con Sài Gòn comment đúng không ạ? Lấy điện thoại comment vô à? Mình hỏi lại chứ không phải là mình tự nhiên cái mình hỏi đâu các bạn. Không mà mình hỏi lại. Hỏi là cho mình hỏi lại chứ.